ta cùng thắp hương nhân lên tổng nghiệp, sau đó là cũng có một cơ hội để tất cả anh em đồng nghiệp của chúng ta có cơ hội giao lưu trao đổi với nhau về ngành nghề, và cũng như là mấy chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có một buổi tiệc thật hương vị, thật vui vẻ và hạnh phúc, và đặc biệt chúc cho ngành nghề của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa, thành công hơn nữa. Tất cả quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý có thể cho em một tràng vỗ tay thật to không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Hồi nãy liên tục chương trình công nghệ xin mến tặng đến tất cả quý vị một ca khúc mang tên Trái Tim Hoang Đường. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ạ. Và đặc biệt là cảm ơn ekip hỗ trợ chương trình rất là nhiều ạ.